trời Nam có Đức Hoàng mười thông minh, trí tuệ thông minh, trí tuệ tuyệt vời, không ai nên chỉ dùng sinh động thiên ngộ tài. Chỉ dùng chúng sinh đấng đấng thiên na tài văn văn thao võ lược văn văn thao võ lược từ trời thông minh minh hoàng tiểu giao tiểu giao chỉ dùng ngộ đáng phần kinh làm tờ có lúc thừa nhàn rất quan hoàng người xưa.
giữa quan hoàng mười xê, các ông người giữa quan hoàng mười xê. Khoan ơi,
huyền quang hoàng mười dập dìu trên sông sóng nước mênh mông. Long hoàng mười thấy quý danh tương quan hoàng mười hoàng dừng dừng cơ giữ yên trời nam muốn dân bắc trung nam phục thờ hoàng đồ cho nó nước bình bình an. Lòng hoàng thương đồng, đồng còn nhiều xa đang không lệ con xin hoàng về chính cho lòng con tâm thơ theo cánh nhạn hồng gửi về xứ thiên Nghệ An hoàng đồ cho phúc lâu sâu bền lòng phố nhà nước dòng sông Lam hoàng đồ cho phúc lâu giàu bền lòng vô nhà như nước dòng sông Lam. Mãi mãi vì ơn đức hoàng mười thanh đồng con cũng kính nhân tâm loan sáng ngự về đây kính dâng lên hoàng khúc cầm ca. Để an nó xanh nữa tiếng danh ông mười vàng quảng cao màu vàng anh đồng thiên loan sáng như về đồng lại được cung văn con đem lời ca để kính dâng lên hoàng cầu xin ông lớn ta tối linh đồ cho dân chúng cho nước Việt Nam giàu sang chúc cho kế ông được đẹp bóng sáng đồng núi sông La vang vọng bóng bóng qua hoàng mười ngàn năm năm lưu để cho một dân nhang khói phụng thờ ngày xưa ghế hoàng tìm nào có biết mà chi đó ngày xưa ghế hoàng người thì nào có biết mà chi ai từ ngày xa trình đồng đồng tam tử phù nên mà tình cờ các ghế được gặp nhau dù rằng xa xôi cho nhau lại mới lên đô gần dù xa xôi thì nhìn lại mới lên gần một ngày đã làm tôi bội phủ thì cũng như con trong trong một nỗi nhà thì cũng như con trong trong một nỗi nhà ghế ông san nan cùng quá nhiều đúng, đúng đó ghế hoàng dán nắng thì vất vả đã quá hôm nay xa hầu thành ông cho không kém ai ở trên hồ đời chứ không lâu kém ai ở trên hồ đời ai ơi
cho lành. Đúng đó kia ai ơi thì đến ở mà cho lành. Kiếp mơ này chưa chọn thì hoàng đế xanh tới kiếp vô sau. Nào trời có phù mà ai đâu. Ông trời ông có phù ai đâu. Sợ nguyện mà được như ý thì sợ câu ông cho được tâm tâm. Chứ sợ câu được tâm tâm. Cả cuộc đó nếu biết hoàng người ra thì hoàng người cho sung sướng cả cuộc ngờ cho ra chân thuyền xuôi một bến những con nước trôi theo một dòng con nước trôi theo một dòng. Chúa thì vừa trắng vừa trắng. Đúng, đúng. Vừa trắng này vừa trắng. Ngày hôm nay ông mười lai sáng ngừ về đông. Có điều lành lành cũng là điều dữ. Ông mười phản cùng người chân chân nô sang. Chứ phản cùng người chân chân nô sang. Trời nắng cả nước Việt Nam thì chỉ có một đức hoàng đó. Cả Việt Nam này chỉ có một đức hoàng. Ngài thông minh này chỉ tuệ thì tuyệt là vời không ai. Nên chỉ dùng sinh đấng mà thiên tài văn ni tháo vỏ lược tứ trời thông là minh chứ tứ trời thông là minh. Tiêu sao hoàng người tiêu sao chỉ dường mấy tang ngủ tình à. Mà sách sách phần phần kinh trăm trăm ngàn nỗi ta. Lúc lúc thừa nhãn đã họa phù mà đế thơ. Thừa nhãn hoàng họa phù mà đế thơ. Sớm mơ xem hoa nở mà tối chờ tranh tranh mơ. Thằng Long Long mà kén khách khách chứ lâm lâm bố tuyên kia thành mà thằng Long thì kén khách mà lâm lâm tuyên. Nam mi thanh nữ tú mình cao quyền bóng ông người xa. Đền phong phong quang đẹp đẹp ý bóng ông đền lấy phóng quang này thì đẹp đẹp ý bóng quang tử hoàng khác nghi nào thu cúc chữ xuân lan tới tuần xuân lan mà tới tuần nghe thương hồi nghị mấy quân hội hội nghị mà quân quân tiến nghe tin quan hoàng mười tới tiến nô duyên có một chàng chàng nhị long tiến duyên đi chàng chàng nô long đầu được rắc chân chân sần sần bà hám núi
đó đầu lưu sát thị trấn dần thì hạn cô cả vào dân nông chiếu người còn có thằng hai đi theo tiên cô mình nàng ta thì với xếp đi theo sau cô nàng bà thì với xếp mà theo sau đất đất quê hỏi cô tứ hết châu giúp ông hoàng người xế và khứng soi cùng có nàng sầu mà đừng hoa chút rượu dân tiên cô nàng bảy sân nông một môn đoá hoa nàng bảy dân đoá chi hoa hồng cùng có nàng tám phò giá kiều dòng rước ông hoàng mà gương bố trời tiếng lá tiêu cô chín thổi mà cứ đầy vơi lòng lòng cô người cô thỏ thẻ tiếng băng băng vàng thơ có một khúc mà khiến lòng hoàng người cứ lắng nghe lắng có đôi đối cô múa lượn để bài bông mười hai các con ấy tiến nhìn nữ cô giá đôi bên ông rõ ràng đôi bên ông rõ ràng có chiếc sập dọc lại trài chiếu ngang kia sập dọc lại trài mà chiếu ngang ông nghĩ mười ngồi giữa bốn cố tiến nàng hầu cập ở bốn ngã bên cô bơ lên ngăn 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 là để bà ai thơ lên ngăn ngăn là để bà thơ cây đôi cành ngăn ngăn nó đem thơ tới ông mà gối cười hoàng người, người người xem thơ dài bộ mà gối cười hỏi rằng các ơi có nhớ tới ông người trong nghề át nhớ ông người trong nghề át ở trong mình nghề ăn này thì đông vui nhất có chờ ở vinh hoa đẹp nhất thì có cầu mà bên thủy còn tối anh linh linh là đền thờ quan hoàng mười tôi anh linh đền thờ quan hoàng mười về đền ta đây hoàng về đền đây thì hoa nở mà đón nối chào về đền đấy thì hoa nở mà đón nối chào hoàng mà đi thì ngọn cỏ với canh cây cùng thần nối thơ mà canh cây nó cùng thần nối thơ bao chữ hồng linh linh mà hết nở cây bao chữ núi hồng linh mà hết nở cây dòng sông lam kia mà cạn nước thì ghế hoàng đây vẫn chưa hết lòng ngỡ tay mà ghế hoàng tây vẫn chưa hết lòng ngỡ tay ngày ngày lên lên núi thiên thai ngày ngày các ó cứ lên núi mà thiên nô thai đỏ đôi khỏe hạnh chỉ để đời mong mong bóng bóng bóng
gia trình đồng tam tứ phù nên mới tình cơ các ý được gặp nhau. Dù rằng có xa xôi hay cách trở quá xa, dù rằng có xa xôi thì cũng được nhìn lại đến gần. Một ngày đã làm tôi vương phù thì cũng coi nhau như trong một nhà, thì cũng coi nhau như con trong một nhà.